Chào các bạn, mình đại diện cho nhóm Phúc Đinh IK43. Hôm nay mình sẽ trình bày về hai vấn đề là xơ vữa động mạch và xơ cứng động mạch. Thì việc so sánh hai bệnh lý trên không có giá trị cao trên lâm sàng. Hai bệnh lý thì đều có điểm tương quan với nhau. Đầu tiên là mình sẽ nói về bệnh xơ vữa động mạch là atherosclerosis. Là trường hợp tổng LDL và lớp media tích tụ chất béo, cholesterol và các chất khác trong và trên thành mạch làm hạn chế lưu lượng máu. Vấn đề là khi mà hình thành cục máu đông thì trôi đến mạch máu nhỏ gây tắc mạch, và trường hợp này thì thường xảy ra ở người lớn hơn 65 tuổi. Bệnh lý liên quan gồm có nhồi máu cơ tim, nhồi máu não, bệnh động mạch vành, đột quỵ, bệnh động mạch ngoại biên, suy thận do thiếu oxy và chất dinh dưỡng. Nguyên nhân gồm có huyết áp cao, tiểu đường, hút thuốc, chất béo phì, tiền sử gia đình, chế độ ăn không lành mạnh. Chẩn đoán thì gồm có kiểm tra thực thể OCG, thuốc điều trị là thuốc có statin tăng HDL lên lớn hơn 50, thuốc huyết áp và aspirin. Thì đây là hình ảnh cho thấy cách điều trị đặt stent động mạch. Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về bệnh lý xơ cứng động mạch atherosclerosis, là sự dày lên cứng và mất tính đàn hồi thành mạch, gặp ở người lớn tuổi, giới tính nam lớn hơn 70 tuổi. Trường hợp bệnh lý không có mô đệm ở thành mạch, giống như những con rắn nhảy trên mặt đất, còn gọi là dấu hiệu giật dây chuông. Sau đây mời các bạn xem video. Chẩn đoán điều trị gồm có khám thực thể, xét nghiệm máu, OCG. Điều trị thì chúng ta có ống thông động mạch vành, stent, và cầu động mạch vành, nội soi huyết khối. Ngăn ngừa bệnh lý gồm có đừng hút thuốc lá, không sử dụng rượu bia. Thuốc điều trị thì gồm có thuốc ức chế tiểu cầu, thuốc ức chế men chuyển ACE. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe video.